Hello, xin chào tất cả mọi người, chào mọi người quay trở lại với channel của mình. Mình là có 97 đây. Kenjen Bro gọi có việc gì đây anh em? Kenjen Bro, ok, mình sẽ nghe máy thử có việc gì xảy ra nhá. Rồi. Alo, em nghe anh Ken ơi. Alo, có nghe, nghe đây, khỏe không? Khỏe. Ui dồi ôi, khỏe vãi trưởng thật. Sao, gọi có chuyện gì không? Rủ chị cả. Em nói mấy bữa nay bệnh có không? Mấy bữa nay em bệnh mấy cả tuần nay rồi. Khỏe chưa? Cũng đỡ đỡ à. Anh đợi em, anh tính nhờ em một chuyện. Sao, nhờ chuyện gì ghê căng hả? Có nhờ căng. À, tức là nhờ em mở nội tại liên hoàn. Anh đầu tư nhiều vàng đấy Ngọc? Có 1 trao đổi thọc với lại 1 tỷ vàng. Em mở như nào ra trên 20% á. À, tức là mở nội tại dùm anh. Chừng nào mà liên hoàn trên 15-20% là ngừng lại. Không, mà mới mở cái 15 thì chẳng mở chiếc cho 20 luôn. Mà thấy mày ngắm về gắn đậu, đầu tư nhiêu vàng? Đầu tư nhiêu vàng? 1 tỷ với lại 1 trai nữa không? Rồi 1 tỷ vàng với 1 cát rưỡi Ngọc đúng không? Đúng rồi. Kẹo thơm. Rồi ok, anh cứ tin ở em. Anh cứ tin ở em. Rồi ok, chào anh em Phát ơi. Chào anh em. Rồi ok, cứ đợi em nha. Gửi bán qua cho em. Gửi bán qua cho em. Rồi ok, để em cứ tin tưởng em. Rồi ok, anh Ken nhờ mình mở nội tại chắc chắn rồi. Mở nội tại 1 tỷ vàng, ông ấy đầu tư 1 tỷ vàng, 1 cát rưỡi Ngọc. Có ngay kẹo thơm, ok. Chúng ta cùng nhau tiến tới mở nội tại cho ông Ken nào. Lên, let's go. Hello, xin chào mọi người, mình đã quay trở lại rồi đây. Lại có một người tin tưởng mình, đó chính là ông Anh. Ông Anh phải nói rằng rất chi là thân với mình, đó chính là Kenjen Bro. Ok, và ông ấy đã tin tưởng mình, chắc chắn mình sẽ làm, không làm ông ấy thất vọng. 1 tỷ vàng với 1 cân 5 ngọc, mình sẽ mở cho ông ấy một cái nội tại liên hoàn trên 15%. Không biết cái may mắn có xảy ra không. Trước tiên là mình sẽ xem thử cái ạc nó như thế nào. Soi mói biết đâu được, trộm luôn. Vip vip thì trộm luôn, ok. Ui dồi ôi, ạc vip thế ông anh. Ạc kìa, ui dồi, đệ 71 cấp 3 trực đánh bùn ma các kiểu ấy em ạ. Ca mê thấy dương hạ san luôn. Ạc kinh vồn, S2 sốc kêu nguyên xét luôn 1800 luôn. Kinh quá anh em ạ. Ồ bá đạo thật chứ. Nguyên xét 1800 nhìn đẹp vồn ra anh em ạ. Úi dồi ôi, ra đa thần nè. Ạc ông Ken nha, check bát thành công. Ạc S2 sốc kêu 2S của Kenjen Bro. Thôi được rồi, chúng ta vào lại công việc chính. Hôm nay thì được anh Ken đầu tư 1 tỷ vàng với 1 cân 5 ngọc thì chắc chắn chúng ta sẽ có những cái cực kỳ hấp dẫn đây. Phải nói rằng cực kỳ hấp dẫn đây. Được rồi, chúng ta bắt đầu nha. Oh my god, liên hoàn trên 15% mà ông Ken yên tâm. Anh cứ yên tâm, mặc kệ đời nhá, mở nội tại này. Oh my god, 80 triệu vàng à, bỏ đi, mở VIP nhá. Rồi, 100 ngọc quay lại bắt đầu, liên hoàn trên 15% đâu rồi. Liên khiêng năng lượng 31% tốc độ hồi phục. Nghe có vẻ căng đấy, được rồi, chúng ta sẽ tiếp tục nào. Bắc thang lên hỏi ông trời có tiền cho gái có đòi được không. Rồi mở nội tại 10 triệu vàng. Nào anh Ken ơi, cứ tin tưởng ở em. Để trứng 30% tốc độ hồi phục. Thôi bỏ đi, ông Ken chắc chắn phải mở liên hoàn cơ. Chúng ta tiếp tục với 20 triệu vàng. Tiếp tục nào, liên hoàn đâu rồi. Úi dồi, để trứng 31%. Vừa để trứng xong lại để trứng tiếp. Vãi trường thật. Đời, đúng đời, what the fuck thật. Thôi mở 40 triệu thử coi nào. Nào liên hoàn ơi, liên hoàn ơi, liên hoàn mau mở ra liên hoàn ơi. What the fuck, sao lại đẻ trứng 2 lần? AD có bị lỗi không? Đẻ trứng liên tục 3 lần luôn. What the fuck, nội tại này mình mở 3 lần nội tại đẻ trứng luôn. What the fuck thật. Đời cay đắng vãi nồi, vẫn là những cú cay đắng và đồng thời là những cú rất chi là xui xẻo đến từ ông Tư 957. Anh Ken ơi yên tâm. Anh Ken, anh cứ tin tưởng em sẽ đổi map về trạm tàu vũ trụ Nam X đi. À ông Ken VIP qua, ông Ken mà mở ra cái nội tại liên hoàn 25% thì ta nói thật chứ đá thì thôi chứ. Xin mà hung đá cỡ 30 giây lật ngửa. Không đến 30 giây mình nghĩ là vậy thôi. Úi dồi, có luôn cái trang mới này, cái trang Ford 3. Úi dồi ơi, nguy hiểm, VL ra.
chúng ta sẽ đến với lại cái khu 10, nơi ngày sinh của Còi, ngày 10 đây rồi. Chúng ta có mặt tại khu 10 đây anh em ơi. Quẩy lên nào, chúng ta tiếp tục với lại kỹ năng. Mở nội tai nào, mở VIP đi. 100 ngọc, quay lại Liên Hoàn đâu rồi? Liên Hoàn không thấy luôn anh Ken ạ. Đắng cay chưa Liên Hoàn? Không thấy Liên Hoàn, vẫn chưa thấy Liên Hoàn. Liên Hoàn ra nào. Đấm Demon 10% sát thương, tiếp tục 40 triệu vàng. Khiêng năng lượng 2800, vẫn chưa thấy Liên Hoàn anh em. Vẫn chưa thấy, mình vẫn chưa thấy Liên Hoàn trên cỏ xanh. Chúng ta tiếp tục. 1 tỷ vàng với 1k5 ngọc của anh Ken, hy vọng là nó sẽ ra Liên Hoàn trên 15%. VIP 1 tỷ thì có phải là hay không? Sức mạnh tiềm năng 20%. Ước gì đây là Liên Hoàn 20% thì phải nói rằng tuyệt vời rồi. Chúng ta tiếp tục với lại mở nội tại 10 triệu vàng, tiếp tục Liên Hoàn nào. Không ra Liên Hoàn, chúng ta lại tiếp tục 20 triệu vàng. Tiếp tục là sức mạnh tiềm năng, what the fuck. Đúng là vẫn chưa nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta. Chúng ta cùng nhau ngắm cái radar thần nào. 1800 sức đánh, quá đẹp, quá tuyệt vời cái radar thần. Thử té thử sức đánh thử coi nào. Té thử sức đánh ạc ông Kenzen Bro thử coi cái ạc có VIP không. Chà chà, ạc 116k, 111k, tháo giáp ra là 207k. Ăn cuồng nộ vào coi nào. Úi dồi ôi, 300k tròn, quá tuyệt vời. Ạc tháo giáp luyện tập ra là 300k tròn, 9k5 phút giáp luyện tập luôn. Quá kinh điển, phải nói rằng quá kinh luôn á. Quá ghê luôn. Quá ghê, quá ghê, quá ghê. Úi dồi ôi, thanh niên nào giờ đây vẫn gọi điện thoại bên Zalo thế này. Từ từ anh em bình tĩnh nhá. Phải nói rằng mình phải lấy được cái động lực trước khi đi vào mở tiếp lần nữa. Chứ không lần giờ thấy mình thấy nguy hiểm quá anh em ạ. Mình thấy hơi run tí. Thấy hơi run rồi đấy. Hơi run rồi đấy. Được rồi, chúng ta sẽ tiếp tục nào. Mở nội tài nào. Bao nhiêu đây, bao nhiêu đây? 40 triệu vàng ra gì? Liên Hoàn đâu? Đẻ trứng 24%. Phải chi mà Liên Hoàn 24% thì trùm rồi. Chán nhỉ, thôi mở VIP đi. Mở VIP đấy. 100 ngọc, chí mạng dưới 30%. Mình mở đen thật chứ. Anh Ken ơi, anh Ken ơi, yên tâm. Anh Ken Gen Bro, anh cứ yên tâm giao cho em. Cái gì đây? Úi dồi ơi, mình cứ tưởng Liên Hoàn, giật cả người ra. Úi dồi, vẫn chưa ra Liên Hoàn các bác ạ. Tiếp tục nào. Nhất định phải ra Liên Hoàn. Trị thương 16%. Chà chà, càng đấy, đi một nửa chặng đường mà chưa thấy gì. HP khi dưới 24% lại chí mạng. Đáng cay, vô cùng đáng cay luôn. Khiêng, lại khiêng, lại khiêng, lại trứng, lại tiềm năng. Quá đáng, đáng mề, đáng lòng thật chứ. Chúng ta sẽ tiếp tục với cái nội tại tiếp theo. Nội tại trị thương 15% tốc độ hồi phục. Úi dồi ôi, trị thương bố mới cần chắc. Bỏ ngay đi, bỏ ngay cái tật trị thương đi. Vãi trường thật, thôi tiếp tục đi nào. Úi dồi, thấy run run rồi đó. Em bắt đầu thấy run run, hóa vàng cái cỏ xanh. Liên Hoàn 10%. Vì sao Liên Hoàn không phải là 20% cơ chứ? Lại là 10%, quá đáng cay. Vô vàn đáng cay, 40 triệu nào. Rồi lại là sức mạnh tiềm năng. Rồi ôi sao đen vãi, người theo hương hoa. Mây mù răng lối, làn sương khói phôi phai đưa bức ai xa vời. Thôi chúng ta tiếp tục 100 ngọc nha. Liên Hoàn đâu? Rồi biến sô-cô-la 53% sát thương. Đèn vãi cháy ra. Thôi tiếp tục mở đi, mở đi, mở đi, mở đi. Mở đi, mở đi. Đen trắng, đen trắng, đen trắng. Đỏ đen, đỏ đen, đỏ đen. Đời là đỏ đen, đời là đen đỏ. Mở nội tại nào. Chí mạng 29%, tiếp tục mở. Không ra, vẫn không ra anh ạ. Liên Hoàn 13% kìa. Sắp ra rồi, sắp ra rồi. Liên Hoàn 13% rồi. Ông Ken kêu dưới 15% là ông ấy không chơi. Phải trên 15% cơ. Trên 15% mới được. 15%, trên 15%. Không được luôn rồi. Tiếp tục là ra sức mạnh tiềm năng khi đánh quái. Chúng ta sẽ tiếp tục mở VIP 100 ngọc. Liên Hoàn 7%, liên tục là ra Liên Hoàn nhưng mà không có trên 15%. Liên Hoàn 8%, lại là Liên Hoàn. Liên Hoàn bao nhiêu, bao nhiêu phần trăm? Liên Hoàn 19%, tuyệt vời anh Ken ơi. Liên Hoàn 19%, wow, quá phê lòi. Ui dồi ôi, Liên Hoàn 19% luôn. Quá tê, mới đi được một nửa chặng đường thôi, mất 500 triệu vàng với lại 700 ngọc. Liên Hoàn 19%, quá tuyệt vời rồi. Ok, đúng như anh Ken mong muốn rồi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tới với lại làng Kakarot test thử Liên Hoàn 19% rồi nào. Oh my god, cuối cùng cũng ra rồi. Hên quá, không làm anh Ken Gen Bro thất vọng. Anh em thấy chưa? Anh em thấy mình đấy, quá tuyệt vời chưa? Mình đã bảo mà. Chà chà, hôm nay làm rạng ranh đất tộc rồi nhá. Rồi chúng ta sẽ tới với lại làng Kakarot xem có ai bật cờ không. Đốt cho thì thôi phù mỏ. Anh em xem Namek 35k sức đánh Liên Hoàn 1900 này. Liên Hoàn hơn cả alo alo, quá kinh điển. Liên Hoàn này đá thì thôi chứ kinh hồn ra. Quá kinh luôn. Liên Hoàn 1900 là phải nó đang mở rất chi là khó mở. Nhưng mà hôm nay mình đã mở ra rồi. 19% rất tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Ơ lại đây, lại đây. Thằng nhỏ. Ui dồi ôi,
một đá này. What the fuck, chạy kìa, mình bị lỗi rồi, chán thế nhỉ. Tiếp tục tới với lại vách núi Kakarot. DKMZ lớp 1 trưởng 603k chết luôn tại chỗ, không kịp ngáp. Đúng là liên hoàn 19%, một trưởng 1.1.000 kia. Thanh niên lờ khùng, anh ta chạy mất rồi. Có mặt S2 sốc kiều tại đây rồi, quá mạnh mẹ. Anh Ken ơi, bây giờ thực sự là quá mạnh rồi. Ác này có thể nói bây giờ mạnh hơn cả ác alo, một trưởng. DKMZ lốt lại một trưởng lại lên bảng 551k. Chưa đá thường nha anh em, chỉ mới trưởng thôi là đối thủ đã lên bảng rồi. Chưa kịp ngáp luôn. Quá tuyệt, X-Men đàn ông là đây. Quá ghê, khắm bựa là đây. Chà chà, có vẻ như là một siêu nam ách huyền thoại sắp được ra đời. Một cú liên hoàn 866k làm đối thủ lên bảng nữa rồi. Huy Bro anh ta có mặt và 1.8 HP kìa. Một cú đá thương 1.8 HP. Quá dữ dằn. Có vẻ như là quá căng rồi. Vậy là đang hôm nay mình mở được cho anh Ken cái liên hoàn 1900, quá tuyệt vời. Cảm ơn anh Ken đã đồng hành và tài trợ clip này. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều, cảm ơn mọi người đã xem clip của mình. Ai cần mở, ai cần đập giáp, ai cần đập đồ, ai cần mở số lượng lớn thì cứ liên hệ ngay mình nha. Ok, nói chung là mình cũng làm clip chia sẻ với anh em một chút điều thôi. Quá kinh điển, và hôm nay thực sự là rất chi là may mắn. Có một chú khỉ lại một cú đá, một khỉ chạy mất dép luôn. Liên hoàn 19% đã được ra đời dưới tay của Coyote 97, quá may mắn. Một tràng vỗ tay. Và ok, hôm nay đã có một kết thúc khá là đẹp. Cùng với sự đầu tư và sự dàn dựng clip của Kenjin Pro và Coyote 97. Anh em nhớ ủng hộ Kenjin Pro nhé. Anh em nào làm đệ tử, làm nhiệm vụ tiểu đội sát thủ, làm nhiệm vụ xuyên mâu, hãy liên hệ ngay Kenjin Pro. Zalo số điện thoại duy nhất 01208361808. Coyote 97 số điện thoại và Facebook Zalo duy nhất 01696498015. Ok, anh em nhớ ủng hộ cả hai người nha. Rồi, cú đá cuối cùng. Ồ, 1.9 HP. Chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người một clip gần nhất. Ok, bye anh em.